Đây, xin chào các em đến với ôn tập chương 5 năng lượng hóa học của cái lớp 10. Chương trình mới nha. Giờ ta đi luôn vào bài này. Câu số 1. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau thì yêu cầu là phần nào là tỏa nhiệt, phần nào là thu nhiệt. Về với định nghĩa của chúng ta, phản ứng tỏa nhiệt đó là có delta H là hiệu ứng nhiệt của phản ứng là bé hơn 0. Còn nếu mà delta H lớn hơn 0 là phản ứng thu nhiệt ha. Vậy đây chúng ta sẽ nói thế này. Rồi. Thế là phản ứng tỏa nhiệt. Khi mà có cái hiệu ứng nhiệt của phản ứng là biến thiên enthalpy của phản ứng này là nhỏ hơn 0. Và đây ta sẽ quan sát ở đây các cái phương trình của chúng ta, ở đây là phương trình số 1, phương trình 3 và phương trình 4 là có delta H nhỏ hơn 0. Như vậy nó sẽ là phản ứng tỏa nhiệt. Vậy suy ra là phản ứng 1. Phản ứng 3 và phản ứng 4 nha. Là phản ứng tỏa nhiệt. Tỏa nhiệt. Rồi đấy, thì định nghĩa thì nó rất ngắn gọn như vậy thôi. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ có là cái phản ứng thu nhiệt. Phản ứng thu nhiệt khi mà cái delta H của chúng ta nó lớn hơn 0. À, phản ứng thu nhiệt. Khi mà cái hiệu ứng nhiệt của phản ứng của chúng ta nó lớn hơn 0. Và suy ra trong cái đề bài này chúng ta cho chỉ có phản ứng số 2 là delta H lớn hơn 0 thôi. Vậy phản ứng 2 là phản ứng thu nhiệt. Đấy. Rồi, chúng ta trả lời dứt khoát ở cái câu A của chúng ta là như thế. Câu A của chúng ta đã xong em nhé. Rồi, ở câu B, vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của các phản ứng trên. Thì các em cần lưu ý này, biến thiên enthalpy của một phản ứng đó thì nó bằng biến thiên enthalpy tạo thành là F ha, của sản phẩm này trừ đi biến thiên enthalpy tạo thành của các chất đầu. Đây là công thức tính biến thiên enthalpy của một phản ứng. Rồi, phản ứng số 1, chúng ta thấy là delta R, nghĩa là nhiệt biến thiên enthalpy của phản ứng là bé hơn 0. Vậy thì enthalpy tạo thành của sản phẩm là phải nhỏ hơn enthalpy tạo thành của các chất đầu. Như vậy cái trục tung này ở đây, ở chỗ này chúng ta sẽ biểu diễn cho biến thiên enthalpy tạo thành ở điều kiện chuẩn, vì đề bài cho điều kiện chuẩn này, của sản phẩm ở thấp hơn là enthalpy tạo thành ở điều kiện chuẩn của các chất đầu. Đấy, phải thấp hơn đúng không ạ? Sản phẩm phải thấp hơn chất đầu này. Trên trục tung thì trục tung là biểu diễn enthalpy của phản ứng. Enthalpy. Và tính theo đơn vị là kJ. Còn trục hoành của chúng ta là biểu diễn cho tiến trình của phản ứng này. Tiến trình của phản ứng. Với mọi sơ đồ đều ghi như vậy ha. Trục hoành là tiến trình phản ứng, trục tung là enthalpy. Ở đây, cái chất đầu của chúng ta gồm có N2 và H2. Các bạn sẽ vẽ ra một cái đường đậm như thế này. Đó, rồi. Trên đây chúng ta ghi lại N2 trạng thái khí, hydro trạng thái khí và ghi cả cái hệ số cân bằng giống như vậy các em nha. Rồi, chúng ta sẽ vẽ mũi tên đi xuống. Vẽ mũi tên đi xuống này. Phải có mũi tên nữa này. Rồi, còn sản phẩm của chúng ta, vẽ tiếp một đường nữa. Đấy, sản phẩm của chúng ta ở đây gồm có 2NH3. Rồi, ở trạng thái khí. Và ở trên, trên cái đường mũi tên này, chúng ta sẽ ghi lại biến thiên enthalpy phản ứng này, R 298 0 độ C bằng âm 92 kJ. Đó, như vậy là chúng ta đã biểu diễn được
vẽ được sơ đồ biến thiên enthalpy của các phản ứng tỏa nhiệt này. Đấy, rồi. Và lưu ý, nhắc lại một lần nữa, là biến thiên enthalpy của một phản ứng này, R là phản ứng, bằng biến thiên enthalpy tạo thành của sản phẩm trừ đi biến thiên enthalpy tạo thành của các chất đầu. Với các phản ứng tỏa nhiệt, tức là delta R này nhỏ hơn không, vậy thì nhiệt tạo thành của sản phẩm, delta S của sản phẩm phải nhỏ hơn delta S tạo thành của các chất đầu. Vì nhỏ hơn nên là cái sản phẩm ta phải ghi dưới này, còn chất đầu ta ghi ở trên này. Đó. Và khi vẽ ra thì các chất đầu gồm có nitơ và H2 ta biểu diễn ở đây, ở đường thứ nhất. Các sản phẩm gồm có đường H3 ghi ở đây. Và chúng ta làm mũi tên đi xuống ha, đi xuống. Và trên cái đường mũi tên này ta ghi là delta R, và là biến thiên enthalpy tạo thành của cái phản ứng này bằng âm 92 kJ. Thì ở đây tiếp theo ta sẽ biểu diễn cho phản ứng số 2 là phản ứng thu nhiệt. Phản ứng 2 là phản ứng thu nhiệt vì là delta R của chúng ta là 11,3 kJ là lớn hơn 0. Như vậy thì do lớn hơn 0 nên là delta S của sản phẩm thì phải lớn hơn delta S của các chất đầu. Như vậy thì trong cái sơ đồ của chúng ta ở đây, đây là sản phẩm thì phải lớn hơn, thì cái phép trừ thì nó lớn hơn 0. Delta S biến thiên enthalpy tạo thành của sản phẩm này, đó là phải lớn hơn biến thiên enthalpy tạo thành của các chất đầu, của chất đầu. Rồi, và chất đầu ở đây chúng ta gồm có H2 và I2. Chúng ta vẽ ra chất đầu của chúng ta này. Đấy. Chúng ta vẽ H2 trạng thái khí, I2 trạng thái khí. Rồi tiếp tục ta vẽ mũi tên. Nghĩa là mũi tên thì phải xuất phát từ chất đầu đến sản phẩm đúng không ạ? Đi lên này. Và sản phẩm của chúng ta gồm đây gồm có HI. Các bạn ghi lại HI. Cũng là trạng thái khí luôn. Và trên cái đường mũi tên đi lên này, ta sẽ ghi biến thiên enthalpy của phản ứng ở điều kiện chuẩn. Và đây là cho chúng ta là dương 11,3 kJ, các bạn ghi lại như vậy. Trên trục tung ta cũng ghi là enthalpy. Trục tung là biểu diễn từ enthalpy. Đơn vị là kJ. Còn trục hoành thì vẫn ghi là tiến trình của phản ứng này. Rồi, vậy chúng ta đã vẽ được biến thiên enthalpy của một phản ứng thu nhiệt bất kỳ. Đó. Rồi. Chúng ta xong câu số 1 các em nhé.